Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Bây giờ nhắc tới món chay chắc là ai cũng biết rồi. Đó là một phong cách ẩm thực xuất phát từ tín ngưỡng, tôn giáo hay đơn thuần là thói quen của rất nhiều người. Và ẩm thực chay tại Việt Nam cũng đã có một bước phát triển rất ấn tượng. Không còn đơn giản nữa mà thay vào đó những món chay trở nên phức tạp, đẹp mắt và ngon không kém gì những món mặn. Và mới đây tại công viên 23 tháng 9 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ liên hoan ẩm thực món ngon các nước đã có một hội thi dành riêng cho những món chay. Và đây chính là hội thi mà Mạnh Tùng đang muốn nói tới. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hơn 50 đầu bếp, trong đó có 5 đầu bếp đến từ Hàn Quốc, đã hội tụ tại một liên hoan ẩm thực để lập kỷ lục Guinness Việt Nam về cuộc thi quy tụ nhiều món chay nhất. Các món ăn được các đầu bếp thực hiện tỉ mỉ, trình bày đẹp mắt, mang đến cho công chúng sự cảm nhận mới về ẩm thực chay. Ngoài những món chay mang hương vị đặc trưng của Việt Nam như bún mắm, mì quảng, bún bò Huế, bún thịt nướng, cơm chiên lá sen, lẩu thả, phở bò, chả phục, còn có các món chay mang hương vị nước ngoài như bibimbap, bờ đốc của Hàn Quốc, xíu mại, há cảo sắc màu, mì vịt tiềm của người Hoa, gỏi ngũ sắc của Thái Lan và burger của Mỹ. Hội thi không đơn thuần là việc tìm ra món chay ngon nhất, mà ở đây chúng ta sẽ thiết lập kỷ lục Guinness với số lượng món chay được thực hiện cùng một lúc. Anh, món này tên là gì và cái điểm đặc biệt của món này là sao? Dạ, đây là món cơm chiên lá sen. Nguyên liệu chính của nó là cơm với lại hạt sen với lại đậu phộng với lại chả chay. Cái này mà mình làm những món tự nhiên, rau củ quả, cái này là đậu chiên, nấm sám mình chiên, cuốn cải bì xanh. Cái chủ đạo là cái bì xanh với nấm sám. Thì chủ yếu em làm riêng là nước chấm bầu tạc đó, là không là riêng của em. Em làm dùng cho nó ăn, cho nó cái vị nó the the đó. Món chay nhưng mà chúng ta trông rất là giống món mặn, thậm chí là khiến Mạnh Tùng nhớ tới món bò cuốn lá cải. Cái vị cải hơi the the này, thơm thơm ngọt ngọt bùi bùi. Và phải nói ai mà ăn thịt nhiều quá cũng nên chuyển sang ăn chay một vài bữa đi để thanh lọc cơ thể. Anh ơi, món gì mà cầu kỳ thế anh? Tạc nguyên cả con công thế này. Này đơn giản món chả chiên thôi, nhưng mà mình làm cái đuôi con công cho nó đẹp đẹp tí xíu để tạo hình thôi. Nguyên liệu chính là gì anh? Tàu hũ với khoai môn. À thế à? Anh chỉ em mấy chiêu đi. Cái món này điểm đặc biệt nhất cũng như là cái mấu chốt để làm thành công là gì ạ? Cái này thì nó hơi cực tí xíu là khoai môn hấp, tàu hũ kỳ với tàu hũ non mình trộn lại, xong rồi mình đi hấp cho chín. Hấp cho chín xong mình đem bầm xay cho nó nhuyễn. Nhuyễn xong mình đi hấp là một lần nữa, mình bó vô mình hấp một lần nữa. Xong mình cắt ra, cái mình áo với cái bột tại ký. Xong cái áo và bột xù rồi mình đem đi chiên. Quá hay. Nói thật là sau khi mà tham dự xong hội thi ngày hôm nay, về Mạnh Tùng nhiều khả năng sẽ thành một cao thủ món chay. Cái này mới là sốc này. Hội thi chay mà trông cứ như là món thịt xiên nướng ấy. Chị ơi, món gì vậy chị? Món này là món xương nướng rau củ quả. Là có những gì hả chị? Xương là gồm đồ chay làm từ tàu phù, củ quả, ớt tay của Đà Lạt. Mạnh Tùng không hiểu là tại sao người ta có thể làm được những cái tác phẩm nó đẹp đến cỡ này. Ủa, cái này là chị tạc hay là ai tạc? Chị tạc ạ. Là chị làm ạ? Ồ, cái này mình trang trí cho món nào hả chị? Cho món chả trứng. Chả trứng nhưng mà mình làm từ ốc đậu, nhưng mà tiếng là chả trứng nhưng mà sẽ không làm một chút trứng nào để làm tạo thành một món chay đặc biệt. Ồ, cái hương vị chủ đạo của nó là gì ạ? Là ốc đậu làm từ đậu nành chấm với là tương sốt, tương ớt sốt cà chua đen. Đây là cái trái cà chua đen là đặc sản của vùng Đà Lạt của mình. Mình đem từ Đà Lạt về, đây là một thực phẩm mới. Em đang làm món cuộn rau rừng thịt kia chay, thì bao gồm rất là nhiều loại rau rừng như là rau xá xị, lá xoài, lá sao nhái, lá húng, lá quế, hẹn và lộc vừng. Phần nhân sẽ bao gồm là một miếng bánh hỏi, đi kèm các món mặn như là thịt khìa chay, củ sắn, chả lụa chay và nấm đùi gà. Phần nước chấm em làm ở đây bao gồm có bơ đậu phộng, tương hồ xay, sau đó trộn đều và em hầm với nước cốt dừa, nêm gia vị. Và sau đó thì em cho thêm đồ chua lẫn ớt bằm và đậu phộng rang. Hôm nay em nấu một món là món kiểm chay, là một cái món đặc trưng của miền Nam Bộ mình. Món này thì thường được dùng trong những ngày rằm lớn của năm của Việt Nam mình. Điều đặc biệt của kiểm chay nó là phải là có vị béo đặc trưng của nước cốt dừa.
và các loại đậu như hạt sen, núm rơm, táo đỏ, mướp, cà tím, bí, bí này là bí đỏ, cái này là củ sắn, đậu que, khoai lang và khoai môn, đậu hũ, đậu phộng và đậu ngự. Cái điều khó nhất trong cái món chay thì tại vì món chay ăn thì nó cũng kén người ăn lắm, có người ăn được, có người ăn không. Nhiều khi một món đó mình ăn người làm cảm thấy ngon, có người khác thì người ta nói là ăn là ngán. Nếu mà như vậy thì mình nên biến tấu và mình thêm gia giảm thêm một chút gì đó như trong cái món ăn đó để mình tạo thêm phần hấp dẫn để lôi cuốn người ăn hơn. Ví dụ ngày thường á, thường thường mình ăn mấy ngày chay đó, người ta thường như đậu hũ chiên xả, bữa đó mình không chiên xả đi, thế có thể mình lên mình có thể mình kho với tương hột hoặc là các loại rau củ quả như cà rốt rồi củ cải trắng, mình kho với tương hột để tạo cái món ăn mới để cho nó lạ hơn. Vậy là hôm nay cuộc thi đã thành công tốt đẹp và chúng ta đã thực hiện cuộc thi quy tụ nhiều món chay nhất tại Việt Nam. Một kỷ lục Việt Nam đã được ghi nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về cuộc thi cũng như lợi ích của ăn chay cùng với cô Nguyễn Thị Phiên, là giảng viên cũng là nghệ nhân ẩm thực. Chào cô ạ. Hôm nay cô nhận xét thế nào về cuộc thi? Hôm nay qua cuộc thi tôi làm giám khảo để chấm tất cả món ăn. Rất là vui mừng vì là ngày xưa thì món chay rất là hạn hẹp, càng ngày càng phát triển thì các đầu bếp rất là giỏi, đem áp dụng những cái món Âu, những món Hoa vào món ăn chay để làm chi, để thu hút những cái người, những cái khách mà nói xin lỗi là họ ưa thịt, ưa cá, họ ưa ăn chay. Thì qua những cái hình thức đó, cái hương vị cũng là mặn nhưng mà không có thịt cá, làm thu hút được cái thực khách. Wow, vậy là chúng ta đã thấy ý nghĩa rất to lớn của cuộc thi. Và cô nghĩ sao về sự sáng tạo của các đội thi trong ngày hôm nay? Thì mấy em đã dùng từ cái món mặn, từ cái hương vị mặn để tạo thành cái món ăn chay. Cũng là tên như vậy, cũng nguyên liệu như vậy, nhưng mà chỉ khác cái gia vị. Ví dụ bên cái món mặn thì ta dùng nước mắm, bên này mình áp dụng nước tương. Bên kia người ta dùng thịt cá, thì bên mình dùng nấm, dùng đậu hũ, thì cái chất protein vẫn ngang nhau. Thì cả em làm như vậy cũng rất là ngon miệng và cũng có lợi cho người dùng. Cái ăn chay bước đầu là cái tư tâm, từ nhỏ lớn. Nhưng mà sau này mình qua sách vở mình biết thì là hiện tại trên thế giới người ta yêu cầu ăn chay để thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai nữa là có lợi cho sức khỏe. Thì là người đầu bếp bộ phận phải làm gì? Phải sáng tạo, phải tạo những cái hình thức đẹp để cho cái người họ không biết ăn chay họ khám phá. Cô ơi, bây giờ ăn chay Mạnh Tùng thấy là nhiều người cũng thích lắm. Vậy thì nếu như chúng ta không phải trường hợp quá đặc biệt mà chúng ta làm việc hoạt động bình thường thì có nên ăn chay trường 100% không ạ? Ngày xưa thì mẹ tôi ăn chay trường mà sống đến 93 tuổi. Tuy là không có mập mạp, người thì giống vậy nhưng mà da dẻ hồng hào, mắt rất là sáng. Năm 93 tuổi, những người đi cách 20 mét từ ngoài nhà bà vẫn nhìn được. Thì là chứng tỏ ăn chay không có giảm cho cái tuổi thọ mà không có hại sức khỏe. Đó là ngày xưa. Còn ngày hôm nay là các em rất là giỏi và mình có những cái truyền thông để mình biết, những cái thông tin để biết cái nào có hại cho sức khỏe, cái nào có lợi thì mình ăn. Ví dụ như mình ăn thịt thì một ngày là được bao nhiêu protein thì mình ăn đậm, ăn đậu hũ là thế. Vâng, cảm ơn cô Phiên vì những chia sẻ rất hữu ích về ăn chay cũng như là về cuộc thi thiết lập kỷ lục những món chay được làm cùng một lúc tại Việt Nam. Sau hơn 3 giờ thi, kỷ lục chính thức được xác lập. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải nhất, 6 giải nhì và 9 giải ba cho các đội tham dự. Trong đó, 5 món ăn độc đáo đạt giải nhất bao gồm nhóm bibimbap Hàn Quốc, món bơ đốc, món gỏi miến bò chua cay, há cảo sắc màu và nấm bạch linh sốt tóc tiền. Sự sáng tạo phong phú và bắt mắt của các món chay trong hội thi đã cho thấy ngày nay món chay không chỉ gói gọn ở những bữa cơm hàng ngày trong các gia đình mà còn hiện diện trong những bữa tiệc sang trọng đãi khách. Ăn chay giúp cải thiện sức khỏe, tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ ung thư, giúp thanh lọc và giải độc. Tuy nhiên, để ăn chay đúng cách và không bị thiếu chất, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bữa ăn cần đa dạng các loại thực phẩm,
và phải thay đổi món thường xuyên. Hôm nay Mạnh Tùng lại thêm một lần nữa được mở mang tầm mắt về cái sự thơm ngon, hấp dẫn, đặc biệt, phong phú, đa dạng và cuốn hút của những món chay. Và hy vọng sau chương trình hôm nay quý vị cũng có thêm được một vài gợi ý và cả phương pháp nữa. Mình làm những món chay trong gia đình mình đi. Một chút sáng tạo, một chút tỉ mỉ sẽ làm được một cái món mà thay đổi không khí trong bữa cơm hàng ngày. Đặc biệt là với những ai chúng ta ăn quá nhiều đạm thì ăn chay cũng là một cách để thanh lọc cơ thể. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.